Hello anh em, hôm nay thì nhân tiện là Trần Quang đang thi công một cái vài cái căn biệt thự ở trong cái khu Flamingo này. Khu này gọi là khu Shophouse Live Street. Thì ở đây là Trần Quang đang có một cái căn gọi là SH315 này. Anh em thấy cái căn này, căn SH315 này là một căn góc anh em nhé. Là nó kết cấu của nó là 3,5 tầng, nó 3 tầng rưỡi đấy. Đây anh em nhìn thấy này. Đấy. Đây là cổng Live Street này. Căn góc đây, đường cua. Phía trước và xung quanh là đất công viên cây xanh. Căn này có một cái ưu điểm là vừa là căn góc và cái thứ hai nữa là các cái phần đất ở phía trước ấy và xung quanh của nó rất là rộng, và toàn bộ cái khu này là công viên cây xanh, thảm cây xanh thực vật luôn. Lô này là 96m anh em nhé. Lô này 96m, đã xây thô 3,5 tầng. Lô góc có sổ đỏ rồi. Hiện tại đang được chào bán với giá là 5,9 tỷ có sổ đỏ rồi anh em nhé. Vay thoải mái, vay ngân hàng thoải mái anh em nhé. Tất cả các căn của trong Flamingo ấy thì đều được thiết kế là mặt thoáng rất là rộng, view kính và thoáng rất là rộng, và tất cả các cái tầng, các cái ban công ấy đều có cái khu để mình trồng cây. Anh em có thể nhìn kỹ là tất cả đều có cái khu ban công để trồng cây. Tuy nhiên cây ở đây thì là chủ tư trồng chỉ là những cái cây cơ bản thôi, sơ xác do không có người chăm, nhưng mà về cơ bản là cái thiết kế nó đã có đầy đủ các cái không gian và đã cũng đã cho đất vào rồi, trồng cây rồi. Anh em về chỉ cần bỏ cây đó ra, nếu không thích thì có thể thay bằng cây mới. Và cái lô này là một cái căn mà gần như là lô góc và nó ba mặt đường luôn anh em nhé. Anh em có thể nhìn kỹ lại cho Trần Quang này. Đấy. Đây. Đây là mặt đường thứ hai này. Đấy, xe Trần Quang đỗ nhá. Mấy anh em quân của Trần Quang đang đi ra. Đây, đây là mặt thứ ba anh em này. Như vậy căn này là ba mặt đường anh em ạ. Ba mặt đường luôn, căn góc ba mặt đường luôn. Giá 5,9 tỷ quá yêu. Con này mà là gặp phải Vingroup ở Dream City thì vã cho chắc cũng lại xx tỷ. Đây anh em nhìn thấy. Đẹp chưa? Không gian xanh toàn bộ. Khoảng phía trước là không gian xanh và công viên nhá. Khá là hợp lý. Ok, nếu anh em nào muốn xem cái căn này và mua căn này thì liên hệ với Trần Quang nhé. Chắc chắn anh em sẽ có giá ưu đãi rồi. Rồi, cảm ơn, hẹn gặp lại anh em nhé.